Tại vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, việc người dân sinh sống trên các thuyền bè để buôn bán, nuôi trồng thủy sản là rất phổ biến. Cũng chính vì môi trường sống này cho nên nhiều người dân rất là chủ quan và lơ là trong việc bảo quản tài sản, tạo cơ hội cho các đối tượng xấu ra tay trộm cắp tài sản, ghi nhận tại tỉnh An Giang. Đã thành thói quen, trở về nhà sau các chuyến đi buôn, chị Thùy thường để hết tiền, tài sản dưới xà lan rồi lên bờ trở về nhà ở gần đó. Cũng chính vì điều này, trộm đã có cơ hội đột nhập vào xà lan rồi vét sạch hết số tiền mà vợ chồng chị đã dành dụm bấy lâu nay. Mấy lần trước em có đậu bỏ thấy xà lan cũng không sao, lần này sao mà chủ quan, mình cũng ý y như mấy lần trước vậy đó, rồi hai chồng mới bỏ tàu lên nhà ngủ, rồi mới sáng hôm sau mới xuống phát hiện là bị trộm lấy hết. Không chỉ trộm tiền và tài sản có giá trị cao, các đối tượng còn ra tay lấy trộm bất cứ thứ gì có giá trị. Những bao thức ăn cho cá trên những nhà bè không người trông coi là miếng mồi ngon mà bọn trộm thường hay nhắm đến. Mỗi bao vài trăm nghìn, mỗi đêm mất khoảng 10 bao thì người nuôi cá đã mất vài triệu đồng. Bữa không tiền của một tấn, cháu đi lấy 9 bao thức ăn, chạy ngang qua đầu cồn Miếu Hưng, ngang qua xã Nhân Mỹ, có mấy cái bè tó hụ, thấy không quài, thấy có mấy bao mới bao thức ăn. Thì Tấn ghé vô lấy 9 bao ở ngoài thôi, thấy mấy bao ở ngoài rồi đừng có lên bè không. Theo các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang, chính tâm lý chủ quan, lơ là của những người dân sinh sống dưới các nhà bè, ghe thuyền đã vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng xấu ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đề nghị các chủ phương tiện khi neo đậu ngủ ban đêm thì nên là chọn những nơi có ánh đèn sáng và đậu cùng nhiều phương tiện để hỗ trợ cảnh giác cùng nhau, không nên đậu là riêng lẻ, không nên đậu khu vực vắng. Thứ hai nữa là đối với các bè cá thì nên bố trí nhiều người ngủ để bảo quản tài sản. Đề nghị các cái chủ phương tiện rồi các cái bè cá là có điều kiện thì nên gắn cái hệ thống camera để quản lý tài sản trên cái phương tiện và trên bè cá của mình. Cái thứ ba thì đối với tài sản có giá trị thì nên khóa cẩn thận và bỏ vào tủ, không để đối tượng có cái điều kiện là trộm cắp. Nạn trộm cắp trên sông không phải là mới, tuy nhiên thời gian gần đây càng có chiều hướng gia tăng. Vì vậy mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ tài sản của chính mình, đồng thời tích cực hơn trong công tác đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa phương.